Vào một ngày đẹp trời, anh đẹp trai nọ có thể là bất cứ ai và cũng có thể là bạn tìm được contact của một bạn nữ xinh xinh sau 7749 kiếp nạn bão like, bão comment và nhắn tin chăm chỉ theo cú nháp em ăn cơm chưa, thì anh mời được nàng cho buổi hẹn đầu tiên. Hơn chục mùa chẳng không lọ mọ hẹn hò cùng ai, anh lật đật đi tìm bí kíp hẹn hò từ chư vị tiền bối trên VOZ, YouTube và Facebook. Nhưng rồi mọi thứ cũng không đâu vào đâu. Thứ quá cao siêu thì anh không hiểu, mà không hiểu thì anh ngại không dám nói. Thứ quá cơ bản thì anh cũng đủ biết rồi. Thế vậy thì phải làm sao để anh có được khoảng thời gian hẹn hò trong mơ không quá nhạt nhẽo nhưng cũng dễ thực hiện các bước nâng cao? Đừng lo, vì được có bài viết của tác giả 5 ngày ngủ 3 có tên là Cẩm nang hẹn hò cho huynh đệ, được đăng tải trên website của Spider Room. Với đúc rút sau 20 mấy năm bươn trải trong lĩnh vực hẹn hò, ở đây là cẩm nang để cứu thế. Không nói nhiều lời nữa, cùng lật dở những trang đầu tiên của cuốn cẩm nang này với Spider Room thôi. Số 1. Trước First Date. Câu chuyện đầu tiên luôn luôn là câu chuyện nằm vùng, tình báo, hiểu về đối phương. Nhưng các cụ có câu, biết người biết ta chấm trận chấm thắng ấy. Một người thông minh khác thì đã từng nói cái câu, cái gì có thể Google được thì đừng làm phiền bố mày. Phiên bản của tôi là, cái gì có thể dình được, có thể thăm dò được thì đừng có hỏi nàng vì không khéo, dễ bị phản cảm, kiểu điều tra hộ khẩu hay là gì ấy. Đương nhiên, thời đại 4.0 rồi, chỉ cần mạng xã hội, những thứ cơ bản như là trường lớp, quê quán và vòng tròn bạn bè cùng sở thích của nàng đều có thể thấy được ít nhiều. Thông tin này là nguyên liệu cho anh em xào nấu đề tài nói chuyện trong tương lai, vì chúng ta không thể cứ loanh quanh hỏi mãi cái câu kiểu nhàm chán như là anh trai em có thích rau dền không? Đồ ăn hại! Nàng hoặc nhóm bạn của nàng hay chia sẻ sách, phim Netflix, bài hát mới của sếp Tùng thì ít nhất anh em cũng nên tìm hiểu chương 1-2 rồi dẫn dắt vào câu chuyện theo hướng tích cực như là em cũng là Potterhead à? Anh xem Harry Potter từ hồi nhỏ xíu không bỏ tập nào thế này, anh nhớ cái này như cái kia. Đừng quên, hãy tránh những ý kiến tiêu cực như khi nàng là fan K-pop chính tông mà cuộc trò chuyện của anh bạn lại là ôi anh thấy Bolero hay hơn, K-pop nghe chả hiểu gì, toàn mấy thằng thế này thế nọ mấy thằng tí trai. Hoặc những câu đùa về ngoại hình như là Tiara anh thấy sexy chứ hát thì 3 chấm. Thì thôi, xin là xin vĩnh biệt luôn. Đồng thời, chú ý một vài chi tiết như là nàng có hay up status thả thính hay không. Nếu có thì như vậy, ông anh không một mình đâu, bởi vì nàng có nhiều vệ tinh lắm. Rồi thì dò thử xem hình của nàng có ai ha ha, để tìm, để khoanh vùng xem ai là bạn, ai là thù. Điều tra tình hình chút không có sai. Một thực tế nữa, ông anh nên biết một chút là bên mình biết ta, đừng cố cưỡng ép theo một mối quan hệ mà từ bước tình báo anh đã lờ mờ cảm thấy không hợp. Ví dụ, nàng ở Lạng Sơn mà anh lại ở Tít Cà Mau, nàng 30, anh 20, nàng sắp đi du học còn anh thì đi lính cái gì gì đấy. Nói chung là nên dừng bước, đau ngắn hơn đau dài. Lựa chọn được đối tượng phù hợp thì ông anh đã thắng 3 phần. Các cậu có câu, nổi nào vùng nấy, không có sai đâu. Thứ hai, buổi hẹn đầu tiên. Ách chà chà, buổi hẹn đầu. Ách sợ ơi, nếu trước giờ anh toàn nói chuyện với nàng qua mạng, thì buổi hẹn đầu là lúc quyết định tương lai mối quan hệ này có đi nổi nữa không đấy. Vậy nên, đầu tiên là phải tích lương thảo hay còn gọi là chuẩn bị. Anh bạn hãy nhớ nhá, combo đẹp trai bao gồm cắt tóc, tắm rửa, súc miệng, ủi đồ, cạo râu, cắt móng tay, lăn khử mùi, lăn nách ấy. Nếu có, hãy che chén nước hoa vào gáy hoặc cổ tay, soi gương, cười phát. Nếu mà thấy lông mũi lấp ló, nhớ tỉa lông nhá. Một vấn đề tế nhị nữa đó là răng miệng. Nếu trước giờ ông anh chưa bao giờ đi chám răng, lấy vôi hay tẩy trắng thì nên đi liền đi nhá. Người đẹp trai không thể hôi miệng được nên thủ sẵn một viên kẹo ngậm, kẹo mút để chữa cháy lúc cần. Vì thường răng ít khi đi nha sĩ thì sau một hồi vẫn sẽ bị hôi mà bản thân khó nhận ra. Đặc biệt là nếu các bạn đi xem phim chung thì cực kỳ cần đấy nha. Đừng có mà nhai kẹo xinh gum bởi vì người ta sẽ khó chịu với cái tiếng phát ra. Một cái nữa, mang theo tiền và sẵn sàng tinh thần trả hết. Tôi không tranh cãi tính đúng sai của việc là chia hay không chia, nhưng mà luôn đủ tiền trả hết nhá. Ngoài ra, hỏi khéo nàng có cần đưa đón không, anh sẵn sàng đưa. Và nên nhớ bỏ ngay mấy cái câu đùa, em không sợ anh bắt cóc à, đi nhá. Ngày quan trọng, cái gì đến rồi cũng phải đến. Ngày ấy anh gặp nàng trong quán, nhìn thấy nàng,
dường như mọi ánh sáng của mặt trời nhạt mất, vạn vật xung quanh trong mắt anh chỉ còn lại nàng. Ôi trời ơi, anh muốn cười to sung sướng, nàng ngoài đời trông còn xinh hơn ảnh trên mạng nhiều. Anh không phải là chỉ mê nhan sắc của nàng, nhưng anh quả quyết đây chính là tiếng sét ái tình. Anh thậm chí đã tưởng tượng được sau này anh sẽ ép con anh ngồi trên ghế sofa 10 năm để kể câu chuyện là bố đã gặp mẹ như thế nào. Nhẹ nhàng lâng lâng đi tới bàn ngồi xuống, anh vô thức cười thốt lên: "Ô, em khác trong ảnh ghê nhở." Cái sự body Samsung này đã là bước đầu báo hiệu cho một điều bất ổn rồi. Buổi hẹn đầu tiên là kỳ thi của ông anh về mặt chuẩn bị có kỹ càng hay không, dùng kỹ năng nói chuyện, thái độ và tính tình ông anh như thế nào. Dưới đây là những ghi chú của tôi về những tình tiết cần tránh hoặc cần nói. Đầu tiên, nên hướng câu chuyện về phía nàng cùng môi trường xung quanh nàng, hay hỏi châm trước một hai câu về sở thích, kỹ năng, trường lớp, các kiểu. Nhưng mà có trường hợp thôi nha, có thể khen ngợi ngoại hình của nàng nhưng mà ít thôi, đừng có mà chăm chăm vào cái mặt người ta. Nói về bản thân cũng chỉ nên dẫn chứng vừa vừa, như kiểu anh ở thành phố cũng mấy năm, vừa phải, hợp lý nha. Nếu bước khảo sát phía nàng làm kỹ thì ở đây không thiếu cái để mà nói đâu. Túm cái váy lại, theo tôi mỗi cái chủ đề anh chêm init là được, đừng có mà cái gì cũng lún vô không hay đâu nhá. Đặc biệt là cần mang thái độ tích cực, thú vị, tò mò, tươi sáng và vui vẻ nhiều hơn. Thế là chuẩn rồi. Tốt, khoe, xấu từ từ lộ, ok. Đặc biệt, phát huy cái tính hài hước, sự duyên dáng của mình. Phần này tôi không tính tách ra mục riêng, nhưng mà ngẫm lại thì cách nói chuyện nó xuyên suốt cả buổi hẹn hò. Cùng một vấn đề mà ông anh tiếp cận nó khác nhau thì đến tai nàng cũng phản ứng cũng khác đấy nhá. Ở buổi hẹn đầu, vấn đề đầu tiên thường thường dính tới ngoại hình của đối phương như vừa đề cập ở trên. Nhưng thực ra đây là vùng nguy hiểm vì câu chuyện dễ kéo tới việc so sánh nàng với hình mà nàng khoe trên mạng. Nếu anh so nàng đẹp hơn thì khả năng là nàng sẽ nghĩ mình không ăn ảnh. Còn nếu ông bảo nàng khác hình thì có thể nàng sẽ nghĩ ông bảo nàng sống ảo, không giống ngoài đời. Đương nhiên ở đây khả năng là tôi chen gió, nhưng mà ông anh hiểu vấn đề rồi đúng không? Đặc biệt, thay vì cố tỏ ra mình hài hước bằng đùa nhiều, ông anh nên hướng tới sự duyên dáng, hiểu ý cho nó chắc kèo nha. Hài hước là thứ khó nắm bắt. Nhiều khi ông anh thấy bản thân mình hay đấy, nhưng mà nàng thấy ông quá đà thì mất nhiều hơn được. Nhất là lấy nàng, sở thích của nàng, phụ nữ nói chung ra làm trò đùa. Thay vào đấy, ông anh có thể chú tâm vào nàng, gợi mở nàng nói nhiều hơn, dẫn dắt câu chuyện khác khi cảm thấy nàng chán. Đây là đắc nàng tâm phiên bản tôi help, nói ít nghe nhiều luôn là nước đi khôn ngoan, kể cả trong hẹn hò. Và sau đây là phần quan trọng nhất, là phần không nên. Nói chung là những thứ như là nhập vai cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, điều tra, chỉ bảo, bắt lệnh nàng đều không ổn nhá. Đặc biệt là không chuẩn bị bài kỹ ở nhà xong lên đấy hỏi gia đình bố mẹ em như nào thì thôi. Chia sẻ cá nhân này, ngày xưa nhưng không xưa, tôi có hẹn một bạn nữ nhỏ hơn uống trà sữa cũng khá vui. Dần dần tới vấn đề học hành, tôi biết bạn học cao đẳng nên có nói rằng em có tính học tiếp đại học không, thì bạn cười cười cũng gật gù qua loa. Sau này ngẫm lại mới thấy câu hỏi này đần vãi. Đặc biệt là khi tôi học đại học, mặc dù bản thân không có ý xem thường gì đâu, nhưng mà chưa chắc bạn ấy đã thấy như thế. Khoe khoang nói quá nhiều về bản thân hoặc những lĩnh vực mà ông anh am hiểu quá, trong khi nàng thì không ý, thì cũng sẽ mặt thôi, dễ bị ăn review là kẻ kiêu căng. Bàn chuyện chính trị, quốc hội, chuyện nước ngoài cải cách, chuyện chính sách, lịch sử đều là không hợp lý ông ạ. Dồn dập những câu hỏi liên tục cũng không được nhá, dễ bị lộ đuôi. Thay vào đó hãy cởi mở câu chuyện từ từ. Nhận xét quá nhiều về ngoại hình của nàng hoặc bất cứ phụ nữ nào đều nên hạn chế. Đặc biệt, hỏi tuổi với cả cân nặng của nàng trong buổi hẹn đầu tiên thì đúng là ông anh không vào địa ngục thì ai vào. Giả sử anh và nàng cùng quen một cô bạn, có thể là bạn ấy giới thiệu hai người với nhau đi, thì câu chuyện khả năng sẽ dính dáng tới bà Mai này. Và anh người quen cô bạn ấy 10 năm nên cũng khá thoải mái, nhận xét khá châm chọc: "Ui dồi, các bạn đấy á, lùi nhưng mà hiểu chuyện lắm." Thì nhiều khả năng là ông anh bị nàng gắn cờ đỏ rồi đấy. Nhiều thứ ông anh nói chưa chắc có ý xấu, nhưng mà đến tai người ta ấy, một người mới quen ấy, thì nó khó mà gây thiện cảm được. Chú ý nhá, đụng chạm cơ thể các kiểu tuyệt đối tránh, lý do tự hiểu. Không bàn đến những vấn đề tiêu cực, nếu gặp thì cũng không để lộ ra là anh có bất đồng ý kiến, hoặc là anh chỉ nói một hai câu rồi là qua chuyện khác là được. Như kiểu nàng nói về chơi giày sneaker, anh nhìn lại đôi Nike 500k mình đang mang. Vì sĩ diện và có cảm giác nàng đang nói đều mình là hàng pha ke nên là anh nóng mặt, quyết tâm phân tích cho nàng: "Giày mang để cho đi thôi, real fake quan trọng mẹ gì." Từ đó câu chuyện trở nên nặng nề và cả hai đều mất thiện cảm nãy giờ tích góp. Cách xử lý ở đây là anh có thể lái qua chuyện khác. Như kiểu anh thích chạy bộ, có chút kiến thức về giày chạy, chuyển qua nói về dòng Asics, một hãng giày chạy bộ ở Nhật, cùng với câu chuyện chạy bộ đi kèm, dẫn câu chuyện rơi vào điểm mù của nàng. Thế là xong. Và cuối cùng, trả tiền. Tôi biết rõ, nam nữ bình đẳng, độc lập tự do, xã hội công bằng. Nhưng mà anh bạn này, nghe tôi nhá, buổi hẹn đầu tiên, trả tiền đây. Còn về những buổi hẹn sau, nếu có, chia hay không,
Google tư vấn cho ông anh 9.800 bài. Ok, nhấn mạnh là buổi hẹn đầu hãy dành trả tiền. Bổ sung, dành trả tiền cũng là một cách hỏi khéo với những buổi hẹn sau. Nếu nàng khăng khăng đòi Campuchia thì tình hình ông anh khá là đáng lo đấy nhá. Đương nhiên cũng có thể do tính cách nàng rạch ròi nên không muốn nợ ai, cái này ông khéo léo mà xử lý. Còn nàng đòi bao luôn ông anh thì đây là câu chuyện khác. Những ngày sau, sau buổi hẹn đầu, nàng sẽ quyết định có nên move on nữa không. Trừ một vài trường hợp đào mỏ ông anh, tính xin ông anh vài bữa ăn chùa, thì phần lớn con gái nếu đã đồng ý lần sau coi phim thì ông anh có cơ hội lớn lắm. Từ nay tin nhắn cũng nên thư thả, không cần phải mỗi ngày em ngủ chưa, em dậy chưa. Giờ đây ông anh có thể nói chuyện thoải mái hơn bởi vì cả hai hiểu nhau hơn trước rồi. Thỉnh thoảng đặt ship cho nàng ấy tí trà sữa, bánh bao cho nó mập. Tới đây thì mọi chuyện cứ để tự nhiên nhá, không hợp thì không hợp, mà hợp thì nó hợp thế thôi. Và nên nhớ điều thứ năm Bác Hồ dạy: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Không có mối quan hệ lâu dài nào được xây dựng bằng nói dối cả. Cuối cùng, kết bài. Đến đây rồi chắc ông anh đang muốn hỏi tôi sad guy lắm à. Thực ra thì nếu ông anh đọc kỹ ở trên thì tôi bảo tôi ế có khi còn senior hơn cả ông anh nữa cơ. Nhưng mà chờ ông anh ơi, một danh nhân đã từng nói chỉ có bọn nghiện thể dục mới hô hào no nut November, bọn ế hô hào viết cẩm nang hẹn hò có sao đâu. Hy vọng sau này thế giới sẽ ít đi một người ế, ta sánh vai với cùng quốc, dân tộc mình gầm thét năm châu. Tóm lại là phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu. Nhưng mà để yêu được thì các ông cũng phải hiểu nàng, không nhiều thì ít. Và không thì cũng cần phải hiểu cách để cư xử với nàng, sao mà nàng vui thì mình cũng vui, nhưng mà không bị quá lố vì một tương lai đường dài với nhau. Các ông nghe đến đây có ông nào có trải nghiệm hẹn hò đáng nhớ nữa không? Nếu có, đừng ngại chia sẻ trong phần comment để khai sáng cho chúng tôi ở phần bên dưới. Ok, còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các ông trong lần sau nha. Tôi là Samurike và peace.